hiện nay máy bắn bóng bàn được sử dụng ngày một phổ biến và được nhiều tay vợt ưa chuộng bởi những lợi ích là nó đem tới trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm máy bắn bóng bàn với nhiều tính năng hấp dẫn chúng sẽ hỗ trợ hiệu quả việc luyện tập cũng như giải trí cho những người yêu thích bộ môn này vậy nên mua máy bắn bóng bàn loại nào tốt hàng chất lượng giá cả phải chăng để nâng cao được trình độ chơi bóng bàn của mình hay bất cứ môn thể thao nào khác điều quan trọng là sự kiêm trì chăm chỉ tập luyện hàng ngày thì mới có được một kết quả tốt cũng như kỹ năng chơi bóng của mình trở lên thành thục và điêu luyện hơn. Trong môn bóng bàn thì các dụng cụ hỗ trợ tốt nhất cho việc tập luyện là rất cần thiết đấy là máy bắn bóng bàn. Các công ty sản xuất dụng cụ bóng bàn đã cho ra đời các dòng sản phẩm máy bắn bóng bàn hiện đại, máy bắn bóng bàn Z6 Pro của thương hiệu ZOUOPONG được thiết kế dạng tự đứng. Chức năng thông minh và hỗ trợ tập bóng bàn một mình rất hiệu quả. Máy bắn bóng hoạt động tự động và lập trình cho ra những pha bóng trên khắp mặt bàn như một vận động viên thực thụ. Với thiết kế chuyên nghiệp và thông minh mang cho người tập hệ thống bắn bóng chính xác đến hoàn hảo, đồng thời chống kẹt bóng rất tốt. Có thể bạn quan tâm mua hàng Nhật nội địa online khi bạn đang ở Việt Nam ship tận tay an toàn 100%, có thể phát bóng trên 11 vị trí của khắp mặt bàn giúp người tập có thể di chuyển và luyện tập hiệu quả hơn sản phẩm tích hợp bảng điều khiển bằng màn hình cảm ứng rất hiện đại và kèm theo bộ phận thu bóng rất tiện dụng, tích hợp 9 mức độ điều chỉnh độ xoáy của bóng tùy theo người tập chỉnh gồm xoáy xuống, xoáy lên, xoáy trái hay xoáy phải, thông tin sản phẩm, tháo lắp cực dễ, bản nâng cấp, chất liệu nhựa mờ mềm dẻo làm tăng độ bền của máy, màu, đen, độ điều chỉnh đường phát bóng, không bảy mức khác nhau, độ xoáy, đủ loại xoáy với hai bánh linh động phát các loại khác nhau lên, xuống, ngang trái phải, không xoáy, hỗn hợp xoáy, độ biến hóa điểm rơi, có thể điều chỉnh, có thể biến hóa toàn mặt bàn, tần suất phát bóng, 50 đến 100 quả một phút, tần suất điểm rơi, có thể điều chỉnh không, 9 vị trí với các tốc độ khác nhau, trái phải theo ý muốn, độ ngắn dài, tùy ý một này, hai này, dài ngắn đều có thể điều chỉnh, tốc độ bóng, 4 đến 40 mét trên dây, dung lượng bóng, 200 quả, trọng lượng máy, 7 kg, trọng lượng đóng cả bì, 9,8 kg, nguồn điện. 11240v công suất điện 50v kép lợi ích khi sử dụng máy bắn bóng bàn mỗi ngày tập 100 quả với máy bắn bóng bàn giúp tăng cường thể lực sau thời gian ngắn tập với máy bắn bóng bàn giúp bạn hoàn thiện kỹ thuật rất nhiều lý do là bởi thiết bị này có khả năng tung bóng đều và chính xác hơn nhiều so với con người với máy bắn bóng bàn bạn có thể luyện tập bất cứ lúc nào mà mình muốn máy bắn bóng có khả năng cho bóng xoáy tốt hơn nhiều so với người đánh điều này giúp bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình nhanh hơn máy bắn bóng bàn có thể thay thế như một người bạn giúp người chơi có thể chơi thể thao một mình máy bắn bóng bàn giúp người chơi tự tập luyện bóng bàn một cách dễ dàng tùy theo nhu cầu và sức của mình nhờ khả năng điều chỉnh đường bóng tốc độ và vị trí bắn bóng sản phẩm có tác dụng giúp các vận động viên người chơi nghiệp du tập đánh bóng bàn nhanh hơn và dễ dàng hơn Máy bắn bóng bàn được cài đặt khả năng bắn bóng đến các vị trí trên bàn bóng để người chơi có thể tự tập luyện và nâng cao kỹ thuật. Một số chú ý khi mua máy bắn bóng bàn, cần có sự hiểu biết nhất định về máy móc, không đòi hỏi bạn cần phải là một chuyên gia về máy móc mới có thể mua máy bắn bóng bàn. Tuy nhiên, để mua được một chiếc máy tốt, bạn cần có sự hiểu nhất cơ bản về máy móc. Ví dụ như cấu tạo máy bắn bóng bàn như thế nào? Cơ chế hoạt động ra sao? để có thể chọn được chiếc máy ưng ý chú ý về linh kiện và chất liệu sản xuất máy vì cấu tạo máy bắn bóng bản tương đối đơn giản nên có không ít người tự chế được chiếc máy này và bán do vậy trước khi mua máy bạn cần xem xét kỹ linh kiện cũng như chất liệu làm nên các thành phần của máy chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành máy cũng như chất lượng bắn bóng khi sử dụng chọn những thương hiệu uy tín cách an toàn nhất để mua được một chiếc máy bắn bóng bàn là chọn máy của những thương hiệu uy tín có bảo hành và bảo trì rõ ràng thay vì các máy bắn bóng tự chế